Em chào tất cả quý ông bà, cô bác và quý anh chị em. Hôm nay thì ngày lễ các linh hồn quý vị ạ, ngày mùng 2 là ngày cầu cho các linh hồn ấy quý vị, ông bà, tổ tiên, những người thân nhân đã mất và các cái linh hồn mồ côi nữa quý vị ạ. Giờ này thì 5 giờ thiếu 15, hắn không ngờ là mặc dù trước trận mưa, trước kỳ lễ là 4 giờ 30 thì trời mưa to lắm. Nhưng mà mọi người vẫn đi lễ đúng giờ quý vị ạ. Khánh cứ nghĩ là hôm nay cha sẽ rời lại một chút, không ngờ thì vẫn đúng giờ. Và quý vị thấy lễ đang diễn ra rồi, làm cho gia đình Khánh cũng đi trễ một tí quý vị ạ. Khánh xin được review một chút quang cảnh lễ các linh hồn ở ngoài nghĩa trang cha xứ Phúc Nhạc để quý ông bà mình xem nhé. Ở đây thì có ban trật tự giữ xe. Xin Chúa nghe lời chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh luyện đấy với cả chọn lựa của chúng ta. Những gì làm để được hưởng kiến nhân Thiên Chúa mãi mãi để chiếm được phúc thiên đàng, thì đừng ai nghĩ rằng để rồi sẽ tính. Nhưng hôm nay trong thánh lễ và qua thánh lễ này, chúng ta dâng lên Chúa quyết tâm. Con cần dùng ngày giờ Chúa cho trên dương gian để làm việc làm phúc đức, để tích lũy công phúc cho đời con, cũng như con muốn chia sẻ những phúc lành con làm trong hiện tại cho các linh hồn đang học tập. Chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, chúng ta đang hiện diện nơi an nghỉ của những người thân đã khuất. Bao kiếp vui buồn trở về với tâm hồn, gửi lên tâm tình biết ơn, khoan dung lẫn nối tiếc. Việc cùng các thánh trên trời, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin. Thánh Palacio nói: tôi không có quê hương nào khác ngoài thiên đàng. Xin cho các linh mục mạnh dạn loan bao niềm tin, xác loài người ngày sau sẽ sống lại và sự sống đời đời, để thúc đẩy các tín hữu trung thành thờ phượng Chúa và sống thánh thiện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dùng giá máu của con Chúa mà cứu chuộc chúng con. Xin thương đón nhận anh chị em chúng cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Có cả mấy ngàn người quý vị ạ. Khánh cũng không ngờ trời mưa gió nhưng mà mọi người vẫn đi thì tham dự thân lễ đông quá quý vị nhỉ. Mặc dù là các cái thân hôm nay là ngày chính là ngày mùng 2, còn các cái thân lễ ngày mai ngày kia gì còn trong vòng cả tuần vẫn có quý vị ạ. Và quý vị thấy đông đó.
Oh,
Sài Gòn. À rồi, chúc mừng chị với cháu về được tham dự được khánh lễ. Dạ. Yeah. Đây là truyền thông Phúc Nhạc quý vị này. Hôm nay mưa mà vẫn làm việc tốt cháu nhỉ? Dạ. Đây trai nhìn đây cười con. Đấy nhỏ nhỏ mà bác cái máy chụp hình được rồi. Chào hai cháu nhá. Quý vị ơi, mặc dù trời mưa to trước khăn lễ quý vị ạ, tôi nghĩ là mọi người sẽ không đi lễ được để ngày khác, bởi vì tuy hôm nay ngày 9 nhưng mà còn những ngày khác cũng có lễ. Nhưng mà chào cháu ạ, này hai cháu đẹp này. Nhưng mà không ngờ quý vị thấy mọi người đội mưa, mặc che dù rồi áo mưa, có cả những người tàn tật xe lăn họ cũng đi hết quý vị ạ. Và quý vị cũng thấy là quá đông, cả mấy ngàn người như vậy, và đến độ mà bắn rước lễ cũng hết, chưa có năm nào mà hết đấy quý vị ạ. Bởi vì thường là lễ như vậy thì ban hành giáo hay là cha cũng biết cái lượng người rồi, nhưng mà hôm nay hết cả ban lễ. Quý vị có nghe thấy đấy ạ, quý vị thấy người công giáo tham dự thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên rất là đông. Không những hôm nay mà ngày mai, ngày kia, cả tuần, cả tháng thì cũng có rất là nhiều người ra dự thánh lễ cũng như ra miếng gộ người thân như vậy đấy quý vị ạ. Khánh xin vòng một tí nữa rồi Khánh cũng đến viếng những người thân của Khánh quý vị nhé. Cứ đi nha con nha. Để con nhé. Đây. 2000 con heo ở Lâm Đồng và heo Chi Vương. Cha ơi. Đây cha Hòa, chào cha nhá. Cha vẫn ở Đức Thắng à cha? Và wow, cái này gọi là cha, nay cha lên phim nhá. Chứ tìm người mà đi trên xe đi con mình. Mọi người đến viếng mộ các người thân thì thường là đi trước lễ quý vị ạ. Và sau lễ thì vẫn còn đi nữa. Người thân thì nhiều lắm, ông bà, tổ tiên, anh em, họ hàng, người thân trong gia đình nói chung nhiều lắm quý vị ạ. Được trang trí rất là nhiều hoa quý vị này. Đây là thuộc về giáo sư Phúc Nhạc, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc quý vị ạ. Đây nói chung là thuộc về vùng Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai quý vị ạ. Thông thường thì người ta sẽ đốt nến và cắm nhang sau khi xong lễ quý vị ạ, để tránh cái sự nhang khói nó bay vào những người tham dự thánh lễ quý vị. Nhưng mà hôm nay mưa to quá cho nên có vẻ như các cái cây nến cũng chưa được thắp sáng nhiều quý vị ạ. Có thể người ta để trước lễ và có thể nó không bị ướt. Đây, không. Mưa vậy cũng đi lễ luôn à? Dạ. Ôi, giỏi quá. Dạ, con hạ đi con. Bye bye. Rồi. Vâng, bye bye nhá. Chúc mừng gia đình. Vâng. Vâng, đi nhá. Vâng. Về lâu chưa? Vâng, chào các bác. Đây là nước rồi. Ồ, vậy. Vâng. Các cô đứng vào họ chủ chỗ này. Vâng. Đây là quý vị ạ. Một bệnh nhân từ nước ngoài về.
gì ạ? À, bác ăn mất năm 97, mới được có 51 tuổi quý vị này. Quý vị ạ, vậy là hôm nay Khánh vừa mời quý vị mình xem quang cảnh ngày lễ cầu cho các linh hồn ngày mùng 2 tháng 11. Lễ cầu cho các linh hồn của người Công giáo nói chung và của các sư đạo ở Gia Thiện nói riêng ấy quý vị, long trọng lắm. Ai cũng muốn hướng về tổ tiên, ông bà, người thân trong những ngày lễ như vậy quý vị ạ. Rất tiếc là hôm nay vì trời mưa cho nên là có thể cái lượng người đến vì một vài lý do, có các cháu bé hay gì đó hay là người lớn tuổi gì đó cũng không có đến tham dự được. Và Khánh cũng tiếc là giá không trời mưa thì Khánh sẽ quay mọi người lúc đến chưa tham dự quý vị. Mọi người đang đến rồi thì quý vị sẽ thấy ai cũng ăn mặc đẹp và đông lắm, rất là đông luôn quý vị ạ. Nhưng mà dầu sao thì cũng qua trời mưa hôm nay quý vị cũng thấy là mọi người cũng đến tham dự rất là đông, dù trời mưa cũng đã đông lắm rồi. Tuy không bằng ngày trời nắng đâu nhưng mà cũng rất là đông rồi quý vị nhỉ. Khánh xin được cầu cho ông bà tổ tiên và mọi người đã khuất, các linh hồn mồ côi được sớm hưởng nhan thánh chúa và cũng lại phù hộ cho con cháu thân nhân quý vị nhỉ. Khánh cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác mình đã xem phim. Khánh cảm ơn tất cả.